Xin chào cả nhà. Hôm nay kênh của Mai Hữu Thanh chính thức được YouTube bật trạng thái kiếm tiền. Hôm nay mình cũng là cái lần đầu tiên mình bữa nay là ngày đầu tiên mình vừa phát hiện ra là kênh của mình đã bật kiếm tiền. Cho nên mình cũng muốn chia sẻ đến tất cả mọi người cùng vui với mình. Và để chia sẻ cho những YouTuber khác khi mà chưa được bật kiếm tiền thì nó hình thức như thế nào để được bật kiếm tiền. Và mình sẽ vào Writer Studio cho mọi người xem. Mình sẽ vào Writer Studio. Mình sẽ vào kênh của mình đây nè các bạn, cái trạng thái kiếm tiền đã được bật nha các bạn. Mình sẽ bấm vào cái xem cài đặt kiếm tiền như thế nào, cách cài đặt kiếm tiền như thế nào. Thì cũng như mình đã nói thì cái kênh của mình mới vừa bật kiếm tiền đây, cho nên mình cũng chưa có rõ là cái hình thức của nó là sẽ như thế nào, cho nên mình cũng chỉ chia sẻ những gì mình biết đến các bạn. Thì trước tiên là mình sẽ vào cái cài đặt ASEAN cho các bạn xem. Nè đây nha các bạn, là hôm nay cái trang này thì nó chưa có bật kiếm tiền, nhưng mà mới vừa bật thôi cho nên là nó chưa có tiền trong cái bản nha các bạn. Này chưa có gì hết. Rồi mình sẽ trở về. Chưa có bị alert nó chứ. Thì mình cũng trước mắt là mình cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã đóng góp cho kênh của Mai Hữu Thanh được bật nhiệt chế độ kiếm tiền. Thì mình xin được cảm ơn tất cả YouTuber thời gian vừa qua đã cùng Mai Thanh phát triển kênh của mình, trong thời gian sắp tới cũng vậy. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn. Mình sẽ gửi đến tất cả các bạn và video tiếp theo, clip tiếp theo mà mình hiểu biết thêm phần nào, mình sẽ chia sẻ đến những YouTuber chưa được bật kiếm tiền giống như mình. Cảm ơn tất cả mọi người.